Được rồi, nghe này. Để chia sẻ nhanh vị trí của bạn, hãy truy cập iMessage và nhập I am at. Sau đó, nhấn nút dấu cách và bạn sẽ nhìn thấy nút vị trí hiện tại ngay phía trên bàn phím. Không cần cuộn và chụp cả đống ảnh màn hình nữa rồi khi muốn lưu lại một trang web dài. Giờ đây, bạn sẽ chụp được cả trang chỉ với một cú nhấp. Hãy chụp màn hình như bình thường và khi nhìn thấy ảnh chụp ở góc dưới bên trái, hãy nhấn vào đó. Chuyển từ chế độ màn hình sang chế độ trang hoàn chỉnh, nhấp xong và bạn có thể lưu lại tệp ở dạng PDF, hữu ích thật. Bạn có thể chụp ảnh màn hình trên iPhone bằng cách gõ vào lưng điện thoại 2 lần. Đi tới trợ năng, cảm ứng, chạm vào mặt sau. Bạn có thể áp dụng thủ thuật này cho nhiều hoạt động khác nhau như ảnh chụp màn hình, tắt tiếng, ra màn hình chính, khóa màn hình và nhiều tùy chọn khác. Ngoài ra, điện thoại của bạn cũng có tính năng chạm 3 lần cho các chức năng trên. Bạn có thể tiết kiệm thời gian khi tìm kiếm trang web, chỉ cần giữ nút dấu chấm và bạn sẽ thấy rất nhiều phím tắt như .com, .org, v.v. Thư viện ảnh không chỉ lưu trữ các bức ảnh về chú chó Golden Retriever đáng yêu của bạn đâu. Nhấn chọn ở góc trên bên phải, sau đó nhấn vào bất kỳ ảnh nào bạn cần. Ở góc dưới bên trái, bạn sẽ thấy một hình vuông có mũi tên, hãy nhấn vào đó. Cuộn xuống và xem bạn có thể làm gì. Nhân bản dùng làm hình nền hoặc thậm chí ẩn khỏi những con mắt tò mò. Một cách khác để ẩn ảnh đi là cắt nó ở kích thước tối thiểu. Khi cần, hãy phục hồi ảnh đó về bản gốc. Này, đừng hoảng nhé. Hãy đi tới cài đặt, chọn quyền riêng tư, dịch vụ định vị, cuộn xuống, chạm vào dịch vụ hệ thống và chọn vị trí quan trọng. Điện thoại không chỉ biết nơi bạn sống mà còn biết bạn làm việc ở đâu, siêu thị yêu thích của bạn và các địa điểm khác mà bạn thường xuyên lưu tới. Nếu điều đó khiến bạn cảm thấy không thoải mái thì chỉ cần tắt nó đi. Để sao chép văn bản, hãy bôi đen văn bản đó và vuốt với 3 ngón tay. Để dán nó vào một tài liệu khác, hãy vuốt với 3 ngón tay một lần nữa. Nếu bạn còn hỏi dùng 3 ngón tay của ai để vuốt thì chúng ta sẽ cần nói chuyện sau giờ học đấy. Để chọn một vài thư trong mail, hãy vuốt bằng 2 ngón tay. Đúng vậy, cách này rất nhanh. Bạn không cần tải thêm ứng dụng quét tài liệu nữa đâu. Hãy chạm và giữ biểu tượng ghi chú rồi chọn quét tài liệu. Chụp ảnh và bạn có thể lưu nó dưới dạng PDF hoặc có thể giữ màu hoặc để trắng đen. Hãy xem các tài liệu đặt ở phía trên. Các bản ghi chú dưới dạng vẽ vẫn có thể đẹp và mượt mà, dù cho bạn không có bút cảm ứng đấy. Khi bạn vẽ xong, hãy dùng ngón tay giữ trong một giây. iPhone sẽ tự động làm cho hình vẽ đẹp hơn, thế là không còn các đường cong queo nào nữa rồi. Để đặt hẹn giờ, hãy chạm và giữ nút hẹn giờ. Nút bạn thấy khi vuốt xuống, rồi menu truy cập nhanh hiện ra. Bạn sẽ thấy thang thời gian và giờ bạn cần vuốt lên. Hạn chế duy nhất đó là bạn chỉ có thể hẹn thời gian từ 1 phút trở lên và không quá 2 giờ. Hãy làm điều tương tự với đèn pin. Nhấn và giữ nút này để điều chỉnh độ sáng. Bạn có thể mở khóa iPhone bằng mật khẩu, khuôn mặt và cả giọng nói của mình. Vỗ điện thoại vào mặt 3 lần bạn. Này, khoan đã, tôi đùa thôi. Chuyển đến trợ năng và nhấn vào khẩu lệnh. Sau đó chuyển sang tùy chỉnh các lệnh. Nhấp vào tạo lệnh mới và nhập bất kỳ cụm từ nào bạn muốn sử dụng làm mật mã. Đương nhiên là tôi dùng soi sáng rồi. Tiếp theo, nhấp vào chạy cử chỉ tùy chỉnh và nhấn những nơi bạn muốn đặt mật mã. Và thế là cứ khi nào tôi nói soi sáng là điện thoại của tôi sẽ mở khóa. Khi bạn nhập iMessage, hãy xoay điện thoại và nhấn vào nút ở góc dưới bên phải, ngay cạnh micro. Nó mang biểu tượng chữ thảo khá đẹp. Giờ bạn có thể gửi ghi chú viết tay cho bạn bè của mình rồi. Để khiến âm nhạc của bạn nghe hay hơn, chuyển đến nhạc, EQ và chọn đêm khuya. Giờ đây bạn không cần những chiếc tai nghe đắt đỏ có chức năng khử tiếng ồn nữa rồi. Hãy tạo phím tắt cho email của bạn để tiết kiệm thời gian nhập tên email. Đi tới cài đặt chung, bàn phím và chọn thay thế văn bản. Nhấn vào nút dấu cộng và nhập email của bạn hay bất kỳ cụm từ dài nào mà bạn thường dùng. Sau đó tạo phím tắt như hai dấu chấm hỏi và xong rồi đấy. Các đời iPhone mới nhất có một tính năng siêu tiện lợi khi bạn cần chuyển từ ứng dụng này sang ứng dụng khác. Hãy nhìn cái dòng ở cuối màn hình kia. Trượt sang trái hoặc phải và tìm ứng dụng bạn cần. Không còn nhấn đúp vào trung tâm thông báo nữa rồi. Này, chúng ta ai cũng quen với Messenger. Nhưng iMessage rất thú vị đấy. Nhấn nút gửi để thêm các hiệu ứng thú vị vào tin nhắn của bạn. Phần bong bóng có 4 tính năng. Mực tàng hình khiến bạn không thể đọc tin nhắn trừ khi bạn dùng ngón tay lau màn hình.
trượt ngón tay từ phải sang trái và trở lại để xóa nó. Với hiệu ứng nhẹ nhàng, ban đầu các chữ cái rất nhỏ nhưng rồi sẽ lớn dần lên. Ngược lại, hiệu ứng lớn làm cho chữ phóng lên ngay từ đầu, nhưng kích thước sẽ trở lại bình thường sau vài giây. Hiệu ứng dầm, nghe là đã hiểu nhỉ? Nó sẽ làm sập màn hình theo đúng nghĩa đen. Nhấn vào nút bên phải có tên hiệu ứng màn hình, nó cũng rất thú vị. Ví dụ, nó có hiệu ứng tiếng vọng, nên màn hình của người bạn gửi sẽ tràn ngập các tin nhắn vọng lại. Trượt sang phải để xem thêm các hiệu ứng như đèn sân khấu, bóng bay, hoa giấy, tình yêu, tia laser, pháo hoa, sao băng và cả lễ kỷ niệm. Với iMessage, bạn có thể ghim tối đa 9 chuỗi tin nhắn để giữ các số liên lạc được dùng thường xuyên nhất ở đầu danh sách. Bạn cũng có thể nhắc đến ai đó trong cuộc trò chuyện để chuyển một tin nhắn đến một số thành viên cụ thể trong nhóm hoặc lọc những người gửi không xác định. Phần thông báo cho tôi trong tin nhắn cho phép bạn nhận thông báo trong tin nhắn mỗi khi bạn được nhắc đến, ngay cả khi bạn đã tắt tiếng cuộc trò chuyện. Thật tuyệt nếu hầu hết cuộc trò chuyện của bạn đều bị tắt tiếng. Bạn sẽ không bỏ lỡ các tin nhắn quan trọng, nhưng cũng sẽ không phải lọc qua hàng tấn nội dung mà bạn không cần. Phông chữ iPhone có nhiều kích cỡ khác nhau. Để khiến phông lớn hơn hay nhỏ hơn, hãy chuyển đến phần màn hình và độ sáng trong cài đặt. Nhấn vào cỡ chữ và điều chỉnh theo ý muốn. Dù iPhone không có pin bền nhất nhưng lại mang tới chất lượng ảnh cực đỉnh. Hãy bật lưới trong cài đặt camera. Đi tới cài đặt chung, chọn camera để bật lưới. Nó giúp bạn tạo bố cục tốt hơn trong ảnh. Một trong những vấn đề thường gặp nhất của người dùng iPhone là hết bộ nhớ. Dù cho bạn đã xóa bớt ảnh nhưng vẫn không đủ dung lượng. Hãy đi tới cài đặt, dung lượng iPhone và chắc chắn các ảnh xóa gần đây đã thực sự bị xóa. Nếu không, hãy xóa chúng trong phần dung lượng. Nếu bạn sống ở một nơi lạnh giá và iPhone cứ bị sập khi ở ngoài trời lạnh, thì hãy chuyển đến cài đặt, pin và kiểm tra tình trạng pin. Nếu pin dưới 85%, chà, có lẽ bạn sẽ muốn thay pin đấy. Bạn có thể dễ dàng cải thiện thời lượng pin ngay bây giờ. Đầu tiên, hãy giới hạn việc sử dụng các widget. Đừng cài thêm quá nhiều và hạn chế sử dụng các widget yêu cầu nhiều dữ liệu sao cho thông tin luôn được cập nhật. Ngoài ra, bạn có thể tự động hóa chế độ năng lượng thấp ở tỷ lệ phần trăm nhất định. Chuyển đến tự động hóa, nhấn nút dấu cộng và tạo cài đặt tự động hóa mới. Các widget trên iOS 14 có thể được hợp nhất với nhau. Chỉ cần đặt một widget lên một widget khác, giống như biểu tượng ứng dụng khi bạn muốn cho chúng vào một thư mục. Để xem widget ẩn bên dưới, bạn chỉ cần cuộn widget phía trên lên. Ta-da! Như vậy tiết kiệm rất nhiều không gian và thời gian. Nếu kết nối dữ liệu di động không tốt lắm, thì chế độ máy bay sẽ hữu ích đấy. Bật nó lên và đợi 5 đến 10 giây để có kết nối Internet tốt hơn. Nếu là 3G, nó sẽ trở thành LTE. Ngoài ra, nếu bạn sạc khi bật chế độ máy bay, thì điện thoại sẽ sạc nhanh hơn, khoảng 15%. Để chất lượng video trên iPhone của bạn được tốt hơn, hãy vào phần cài đặt, camera, định dạng, chọn chụp ảnh hiệu suất cao. Sau đó quay lại menu, quay video và chọn 1080, 30 khung hình trên giây. Hiện đã có các đề xuất tự động cho ứng dụng Home. Ngoài ra, nó có thể điều chỉnh nhiệt độ màu trong ngày. Một tính năng thú vị khác là nhận diện khuôn mặt. Nó thậm chí có thể nhận ra người đang nhấn chuông cửa nhà bạn nếu bạn có ảnh người này trong mục mọi người được lưu ở ảnh. Nếu nhấn vào nút viết hoa 2 lần, bạn sẽ có Caps Lock. Nhiều chữ cái cũng có các ký hiệu ẩn. Nếu bạn giữ ngón tay trên một nút, bạn sẽ thấy chúng. Giờ đây bạn có thể gõ bằng một ngôn ngữ kỳ lạ với tất cả các ký tự. Nếu bạn vô tình xóa tin nhắn dài mà bạn đang cố gắng viết, thì chỉ cần lắc điện thoại, máy sẽ kích hoạt chức năng hoàn tác nhập. Dù cho iPhone có rất ít virus, nhưng tấn công qua cổng sạc là điều máy không được bảo vệ. Nếu bạn không muốn vô tình bị rò rỉ dữ liệu, thì đừng sạc tại các ổ sạc công cộng, sân bay, quán cà phê, phương tiện giao thông công cộng, v.v. Rủi ro này chỉ liên quan đến cổng sạc USB, còn bộ chuyển đổi sạc cổ điển sẽ không làm bạn thất vọng đâu.